Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên công tác điều tra, rà soát hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phục vụ xây dựng chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 phải tạm dừng. Để đảm bảo tiến độ trình Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác giảm nghèo tại kỳ họp cuối năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chuyển từ hình thức điều tra tất cả các hộ gia đình khó khăn được lập danh sách theo kế hoạch trước đó sang hình thức điều tra chọn mẫu, chọn một phường xã có tỷ lệ hộ nghèo tương ứng với tỷ lệ hộ nghèo của quận huyện, ưu tiên chọn các địa phương là vùng xanh. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, việc chuyển sang hình thức điều tra chọn mẫu không có gì thay đổi nhiều so với trước đây, chỉ là bó hẹp phạm vi điều tra, giảm số lượng các hộ cần rà soát. Điểm khác biệt lần này nằm ở chỗ các điều tra viên phải xác định rõ chuẩn nghèo, bao gồm cả chuẩn thu nhập và các chỉ số thiếu hụt. Yêu cầu điều tra viên lần này là phải tỉ mỉ, kỹ càng, và ngoài ra cái nghị định 07 yêu cầu rất là cao, có 6 cái nội dung, mà trong đó là thứ nhất đó là cái việc làm, thứ hai là y tế, thứ ba là giáo dục, thứ tư là nhà ở, thứ năm là vệ sinh và thứ sáu là thông tin. Còn ngoài ra là có 12 cái tiêu chí và đánh giá về thiếu hụt. Trong đó là Đà Nẵng thêm một tiêu chí nữa là tiêu chí 13, là để làm sao mà có thể là triển khai khai bảo hiểm tự nguyện cho toàn dân. Theo phương pháp điều tra chọn mẫu, số lượng hộ gia đình cần tiếp cận không lớn, nhưng các điều tra viên vẫn phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Kết quả điều tra lấy mẫu phục vụ xây dựng chuẩn nghèo sẽ không chuẩn xác bằng phương pháp điều tra toàn thành phố, nên các điều tra viên phải bám sát các chỉ số để thu thập thông tin một cách xác thực nhất. Hiện nay là cái tình hình COVID cho nên cái điều kiện đời sống việc làm của người lao động, người dân cũng rất là khó khăn. Nên là nếu mà điều tra vào cái giai đoạn hiện nay thì việc mà xác định ấy, cái hộ nghèo có mức độ chuẩn xác hay không nó cũng chưa thể nào mà có thể chuẩn xác được so với là cái điều kiện mà khi mà không có dịch. Đối với thành phố Đà Nẵng thì bao giờ cái chuẩn nghèo cũng cao hơn ở mức trung ương. Trung ương quy định ấy, thì là 2 triệu trên một người một hộ nghèo đối với thành phố, và nông thôn thì 1 triệu rưỡi trên một người trên một hộ nghèo bình quân một tháng. Nhưng riêng thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi tiến hành là khảo sát các hộ nghèo điều tra. Đối với thành phố thì 3 triệu đồng trên một người trên một hộ là một tháng. Và đối với nông thôn thì 2 triệu rưỡi một người trên một hộ trên một tháng. Thì nó cũng là một trong những cái mà nó vất vả hơn so với các địa phương khác. Địa phương á, thì lấy những danh sách của những hộ nghèo mà còn nằm lại trong thời điểm mà điều tra thì chúng tôi rà soát lại, nó nắm bắt lại cho kỹ lưỡng để coi như là sau khi mà hết dịch thì theo cái chủ trương của thành phố cũng như của quận thì tiếp tục triển khai. Theo kế hoạch, việc điều tra chọn mẫu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Hiện các địa phương đang gấp rút triển khai để tổng hợp nhập liệu, phân tích số liệu, tham mưu các phương án trình Hội đồng Nhân dân thành phố về chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 và các chính sách giảm nghèo.